Không? Chào mừng bạn trở lại kênh nhà bè. Hôm nay mình sẽ chơi một trò tên là Doraemon kinh dị. Bắt đầu. Chuột vô mà. Đi đâu giờ chuột? Đi coi mà. Tao đéo thấy miếng Doraemon. Ở đây là Star Game đây nè. Đi tới cái trạm đi. Name from Việt Nam kìa. Lobby, vô lobby. Doraemon. Horror mode. Chapter 1. Chột ấn chột, biết không? Châm á, nó giỏi tiếng Anh lắm. Hồi bữa tao ngủ nó chơi cái trò này á, cái nó chơi được liền à. Xuống dưới. Nhanh lên, ba player vô. Vô chơi thôi. Cho ta, ủa bịch kẹo đâu rồi? Lấy tao viên xu. Game này có người lại nha. Ok. Bang Ele Trình. Rồi chơi thôi. Sao có cái bùa vàng đây? Sao có con Nobita ở đây? Nhất chạy nhanh. Có tốn sức nha, có tốn sức nha. Nobita. Vào buổi sáng nên là giờ là buổi sáng nhưng buổi trời nhưng mà trời tối quá, tất cả bọn họ đều biến thành quái vật lồm nồm vậy. Chuột mày đâu rồi? Mình cần phải đi đến cửa hàng để kiếm bạn Doraemon của mình. Cậu ấy phải có một giải pháp cho việc này, nhưng hãy nhớ rằng chuột đừng đi một mình. Chuột hãy cẩn thận. Skin đi nè. Cửa này. Ấn bên này mở bên kia. Đi chen nhau à. Từ một đứa ấn thôi. Số. Để tao ấn. Đi xuống. Tao luôn. Đó là mình nhất rồi. Đây có mình nhất rồi. Từ xem hết căn nhà bay. Đây là phòng khách nè. Không, đây là phòng ngủ. Tao chưa bao giờ thấy phòng ngủ trong phim nữa. Đây nhà bếp nè. Đây lối ra là đằng sau nè. Tai tên ít đời hào đi Tanaka. Ta đổ tụi này tụi nào vậy? Ai biết. Dòng từ nó có chữ chỗ mà. Ta đang đi xung quanh nhà thôi. Tu học được cái đèn này. Biết ta thấy nó đây ta lấy mất rồi. Rồi đi ra ngoài thôi. Nè có chỗ màu vàng này đi héo ơi. Rồi có cái bùa. Đi thôi đi thôi. Ủa sao có nhiều hình vậy? Ừ. Ở vậy? Dê sao tao chạy nhanh dữ vậy? Tao mới ấn nút chạy. Nút chạy này mày chỉ ấn rồi hả? Ấn rồi bật tắt nha chứ không phải là nhấn giữ nha. B2 mà, phía sau mà. Là nó ở đây nè. Kệ đi rồi. Wow. Bạn làm tôi sợ. Nobita vẫn còn sống chứ. Shikuka. Shikuka. Tôi gần như đã bị bắt. Đâu, đang đứng đây. Bạn đang tìm Doraemon đúng không? Nó nói gần như mà. Amos. Rồi bây giờ mình đi vô phòng nó và tìm một cái chìa khóa dẫn đến cái căn cái biệt thự nào đó. Đây, vô rồi. Sao mở không được mày? Hay lại chỗ này. Chết, tao làm rớt chìa khóa rồi. Ê, cái chỗ màu cam đen kia kìa. À, chắc đi chỗ màu cam á. Ơi, tự nhiên nãy thấy có gì đó là đỏ trên đường. Kệ đi. Cướp gì á? Mà chuột mày còn đây không chuột? Còn đâu rồi? Nè. Chuột. Chạy gì? Con gì hả chi?
Tao tính rồi, đéo về đâu. Rồi. Rồi, để đi. Giết xong được thành tựu quá nhiều. Mày đâu Bin? Đang ở nhà một cam với đâu? Ủa, cái cửa này tao muốn vô, nhanh lên. Tiếng nào khóc á, còn chuột đâu rồi? Để cửa mở mày nha chuột. Thôi đóng rồi. Thì đó, đứa là đang khóc trong đây á. Mở rồi. Cha mẹ. Đĩ nào cầm kéo chồng á. Sunio. Đóng cửa lại lên lầu rồi. Một vàng. Có chén gạo nè. Ơi mình cho Sunio chén gạo. Tao nghĩ vậy Sunio nhìn. Tao nghĩ nó là ma đói. Tự ma đói sẽ cầm kéo vậy. Thì nó đang muốn. Giờ mà còn kìa. Cho nó. Giết mày chưa? Ơi xe bay đi cơ. Có rồi. Ai cứu đâu chùa ơi. Đi rồi. Ủa vậy mấy cái chỗ màu khác là sao? Ơi mình đi tới chỗ màu cam tiếp nè. Để làm cái ổ hóc hình tròn. Chắc màu cam nhiều chín. Đi. Ra à, không. Đi rồi. Cửa đâu ta? Cửa đâu? Ủa này mình đang về. Mình về nhà đúng không không? Đâu đây nhà Sunio mà mày điên hả? Điên hả? Cái lò à? À không. Nhà mình đéo giống như Sunio mà. Đây nhà của Tegano mà. Nhà Sunio đây nè. Cửa đâu? Đây nè. Đâu? Mày đâu? Mày đâu? Đi. À. Đi ơi. Cam đâu? Đây chạy phía này. Kế bên luôn. Đi ở bên trái. Biết gì? Thế tao có chén cơm mà. Vô cửa sổ. Rồi cửa sau nè. Cửa sau vô được. Thạch đớn thôi. Tìm ở xung quanh mấy cái máy bán đồ tự động á. Trời ơi một đứa mở cửa thôi. Ơi con nào kìa. Ai biết nhưng mà một đứa mở cửa thôi. Cho nó chết chiến cơm đi. À cái đứa á ghé cho. Sao ta thấy đèn đèn tắt tắt cũng mở vậy. Này nè tao bỏ chiến cơm xuống nè ai muốn lấy không. Sao mở cửa tiếp cũng được bay. Ừ. Ơ nhưng mà ơi nó nói là tìm mấy cái chìa khóa ra bên đi. Ừ nhưng mà ta nghĩ trong đây mới có mấy tam giác này. À đi thôi, để đi mấy bán hàng bên trái chia ra. Sao nãy bị Sinio giết vẫn sống nè. Nãy sao mày vẫn sống? Chuột đã chạy về phía bên này, mày chạy từ về. Tao qua bên trái á. Ủa, mày đang qua bên trái rồi. Đéo cái gì á? Đúng không ta? Ừ, đéo cái gì kìa. Sao xa vậy? Rồi, để đi qua anh phải. Rồi, tới cái rồi. Ơ được rồi về 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 nhà một cam nào. Ủa màu vàng chờ tao, tao mấy người có chìa khóa tao nên đi đường con hẻm này không ta. Mà nó bị chặn rồi. Ờ ra tao đéo muốn đi. Chuyển cơm. Đúc đi trên đường hơi hồi hộp. Dạ. Gọi vô được rồi. Đi rồi.
shop Kit Kỳ. Tiền đường mở khóa cửa hàng. Cứ gì vậy chuột? Chìa khóa. Ai vậy? Nhìn như Desi Degiski. Toàn đéo nhìn nó bay né ra coi. Đéo nhìn giống ai á. Mỗi đứa cầm được món rồi, để cầm chén cơm cho. Rồi. Ơ chuột, cầm chén cơm chuột. Nè. Cầm chén cơm chuột. Cầm chén cơm. Ấn vô. Nhấn vô. Đừng đạp nữa. Đi rồi. Chạy. Đứa nào sau cùng mà trứng thúi. Đi đường hẻm không? Thôi thôi thôi. Đi có ba cây nhang nè. Chiến thắng gì ta đi đường tắt. Ở đây ba cây nhang lại nữa rồi. Sao tao không thấy con quái nào vậy? Nó làm tao hồi hộp. Như kiểu nếu như mình không nhìn thấy nó thì nó chỉ có thể đập vô mặt mình thôi. Bạn nó tính vô không? Tôi đã trốn hết rồi. Nhưng mà Shigeru thì không may mắn lắm. Ê Bin, mày biết gì không? Hả? Vô máy bán hàng đi mày. Vô máy bán hàng đi mày, chạy chạy nhanh vĩnh viễn. Đừng nhấn nút chạy rồi. Tuyệt vời. Đi rồi. Chuột ơi, mày chưa tới nơi nữa hết chuột. Ấn giữ vô máy bán hàng đi. Cái này là hòm thư. Ê, tan đỉ mày trước á. Tìm hết đôi món rồi. Nhưng mà phải tìm Shigeru. Làm nào? Ta vô máy bán hàng nữa. Ai biết. Nhìn Doraemon kỳ. Má này hẳn không? Yeah, reality. Rồi để đi bên cha. À không. Sẽ có nó chạy chậm rồi. You lie. Núp vô, núp vô. Kìa mày thấy cái cục cam đó không? Đi thôi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Bạn vô đây bằng cách nào vậy? Bạn có nhìn thấy thứ đó bên ngoài không? Sunea và đã giấu bố chìa khóa của bố cậu ấy ở đâu đó. Rồi xong luôn. Giờ nói gì tiếp nè. Rồi ra ngoài nè chưa? Thắng mới lạnh. Thôi tiếp tục đi. Kệ. Thôi đi tiếp nè, chả quan tâm nữa đâu. Tìm Goda shop. Cửa anh, cửa hàng của tới Goda shop rồi. Đại shop của chàng em. Tìm một đường vô. Tìm một cái gạch để chắn ở đây nè. Có cái chìa khóa kia. Nhưng phải tìm viên gạch. Nó tới, nó tới. Rồi đi thôi. Viên gạch ở đâu chứ? Nhanh nè. Đây hả? Chắc viên gạch ở trong một trong cái hình này. À, tiệm cầu hang mới đúng. Ở trên kênh này. Xung quanh cửa hàng. Ở biến. Nó nói ở xung quanh cửa hàng. Ủa? Xô. Trong luôn. Cái gì vậy? Về đi ra chỗ trong đi. Để vô mấy cái. Vô nhà của ai đó. Phát cơm. Phát.
thôi mà. Cắt đi. Điền à, tao đéo giờ cái điện thoại thì đéo dừng được. Đây điểm trừ lớn nhất của nó. Đây hả? Đéo dừng. Đường nào vậy? Đây rồi, đây rồi. Giờ biến mất rồi. Giờ không biết nhả cho em đâu nữa rồi. Nói tìm viên gạch mà. Tao không tìm cầu thang xung quanh nhà. Đây hả? Ơi chuột, sao mày vô đây được vậy? Có mấy cái hàng. Có trứng cơm trên đây này. Cầm trứng cơm lên. Đi bên trái cạnh đó à. À đây, nhà cô đa đây. Chỗ đỏ ông chỗ đỏ cái à, lớn hơn chứ. Bắt đầu thấy game này sao đó, ban đầu thấy chỉ dẫn đồ được lắm mà bây giờ tìm thấy cầu thang, tìm cái cầu bậc thang nhỏ không đéo có nữa. Bẻo đâu cần phải có bậc thang đâu. Ê, vô hết mấy cái nhà, vô hết mấy chỗ màu xanh đi kiếm rồi. Đó tao nói. Nhưng mà chưa thấy mấy thì chưa, nó hiện ra mấy chỗ màu xanh nhưng mà nãy giờ có thấy đâu. Tao lại chỗ màu xanh nhưng mà điện Doraemon giết không à. Mày lừa tao vụ máy này. Nhưng nó đúng một phần rồi. Không đéo đúng. Chạy nhanh. Không. May quá cho hồi xỉn đây. Cứ chạy hẳn là tới nhà cô đà. Ôi nó dưới con chuột xong cái dịch chuyển đâu rồi. Còn tao mới chạy nhanh vậy. Ôi còn cái một chỗ mà cái chữ màu đỏ này thì sao? Rồi tao lại một trong cái chỗ màu xanh, một chỗ màu xanh là chả gì cả.
thôi. Ở Nghiên, tao tìm thấy nè. Gì? Tiệt rồi. Đi rồi. Đi rồi. Tại chỗ vàng chưa? Chui vô nhà đi, chui sát vô. Mày mà đứng mé tường chạy ngang qua mày cũng chết á. Ba cũng được gọi à. Gọi nhỏ luôn rồi. Ê, ra ngoài chú Tâm chuẩn bị đi rồi, đi lên. Kéo ghế lại ngồi đi. Rồi. Chuột đâu? Qua giỏng kia chỗ. Ủa rồi chết rồi. Tao mất đồ rồi. Không, tao thấy nó dựng đây. Tao chết rồi. Ờ đi lại đi. Sunea vải trong nhà của Chayen để có chìa khóa của nhà Sunio. Ra ngoài chỗ. Dạ, đi lại chỗ chỗ chấm vàng. Sợ trên đường đi vị trí nào dưới. Sao vô? Ai biết tưởng cửa vô đéo được. Nhấp giữ nút chạy. Chuyện tôn. Coi còn đường nào khác không? Đây mới là nhà Phương Ngô. À, đường đằng sau có rồi. Hấp nha, hấp nha. Cửa đường sao chưa? Có đường sao? Ừ, dạ. Có đường sao rồi. Vô đi. Tao chờ mày vô. Dạ, cắt kết. Không cần. Mình chơi thôi. Mình biến cắt kết lắm. Nhà rộng quá, chạy nó kết rồi. Chỗ mày tới chưa? Tới chỗ em để chỗ đấy đi làm đi nữa. Đang đi. Làm sao ngã nha chị. Nhấp lên, nhấp lên, chú chú. Còn chỗ sao? Mày người quay mà nên về đi. Vô vô. Mở cửa ra. Chuột còn đang làm gì vậy chuột? Tìm cách để vượt qua cái đường hầm. Đường hầm nào? Cửa số 3. Đóng với... Ừ. Thank you.
trước khi nó mở, trước khi mở ra thì nó cần phải cắt cố rồi mới được. Đây đường hầm hả? Ra đây. Ta từ ra lấy cái xẻng ra. Có theo nhiệm vụ nè. Hãy ra chỗ cố đừng chết với cái xẻng đó, chạy chứ đi. Để chạy trước. Ra khỏi khu này nó không còn ở đây đâu. Chột, cứ đi chỗ màu vàng đi chột. Thì đi vòng lại. Món đồ rộng chết mẹ. Đây nè. Đây nè. Không phải nhà này, phải đi xa hơn nữa. Chụp tới trước luôn kìa. Bãi đất trống. Con mỏi bà lù. Thấy chìa khóa không? Siêu ca, siêu ca trên đường. Ê, nó cứ đứng yên chỗ à. Ê, bên đây có đường vòng nè. Đi thôi. Đi đường vòng thôi. Có xe đạp kìa chưa. Kệ mẹ nó, ta vẫn đang đi, đi đi luôn chứ vẫn ở vòng rồi. Rồi về cổng của con đó rồi nè. Cổng này giờ phải chạy về đằng sau nhanh nè. Dành sức, da, nước. Từ còn miếng nữa chạy tiếp. Mày ở bên. Cứ chạy chỗ màu vàng đi. Rồi rồi ở đây nè. Khúc này nè. Chưa chạy qua nữa. Dạ chở rồi. Ê, tao gọi điện rồi nè. Nhặt được chìa khóa chưa? Gũ Linh Chi giết tao rồi. Nhặt được chìa khóa chưa? Vô chưa? Lát ghi tiểu sử. Vừa chơi vừa bán hàng. Vô đây. Ủa hay đứng yên chỗ rồi. Đi lên lên xuống. Biến mất rồi. Ủa giết tao làm sao rồi? Phúc. Để canh có sức chạy ra. Rồi giờ chạy vô à. Nhìn lên miếng nữa à. Dễ vô đó kịp ơi, vô kịp ơi.
Vô rồi, tới đi. Bãi kép sắt mở bằng chìa khóa. Được cái USB nè. Giờ nhét băng đĩa vô đây. Mật mã là 2368. Rồi, 2368 tao vô nè. Vớt. Giờ đi ra kia. Gì mật mã gì? 2368. Bây giờ ra ngoài chứ đi vô chi nữa. Đi về chỗ cam kìa. Giờ ra ngoài. Còn nãy giờ tao không thấy con chuột nữa. Rồi, 2368. Chủ nhập mật mã đâu vậy? Ê, chuột tới trước kìa. Ừ, chuột nãy giờ làm gì ở nhà Sunio đâu? Đây. Tao chậm nhất luôn, tại nãy tao đó. Chuột, mày nhớ mật khẩu không? Nhập đi. 2368. Rồi giờ đi đến tìm nhà thầy giáo. Ơi mát nè. Nhìn béo hiểu gì á. Lên nữa. À, không ở dưới. Dưới gì trên dưới. Tao không biết, cứ chạy vòng đi. Ôi, có chỗ màu xanh nè. Hả mợ? Mẹ tới nhà thầy giáo nè. Tự chưa? Bị gì, có gì vậy chỗ? Tìm thầy giáo. Lên lầu. Cái nhà đưa nhà như nhà Nobita vậy. Một đứa thôi. Để chạy ra chỗ hình con búa. Nữa ở Casino ở đâu nó cũng mở rồi. Tụi bay cứ mở cửa và đóng cửa lại hoài. Dễ. Để chạy lại chỗ hình búa. Ê, mở được đường rồi nè. Cứ đi đường này được rồi. Không. Cái đường nãy mày đập đó. Mở thêm đường thôi, biết đâu lấy nữa cần. Đi chỗ, ở nhà đi Kiski nó trên đây luôn mà. Nó đây nè. Tới chưa? Sắp. Rồi, vô
cái cửa này. Nhà chật gì? Ơi nó kìa. Nó đâu? Chết rồi. Vô lầu rồi. Ít chờ hào. Sudeikiski lại có chìa khóa của thầy gia, chìa khóa nhà thầy giáo. Đi ra. Còn chùa đâu rồi? Chuột chết rồi. Thiền tiền. Con gì dí vậy trường? Ơi nhà thầy giáo ở trên, nhà thầy giáo ở trên. Ở nhưng mà mình cũng... Ôi! Chạy em. Chạy em đây. May quá nó cho hồi sinh ở khu này. Chứ đi từ nhà tới lâu chết mẹ. Đã vậy còn phải có chi ca trên đường nữa. Mày bị dí không? Không. Mày... Dí nó bắt được đứa lại biến mất à? Toàn để biết lúc ấy cái bùa xanh bùa vàng làm gì nữa. Đâu cũng vậy. À thì ra ta không hiểu, ta biết rồi. Amulet ép khi lên siêu tuần. Ấy ép để lọ ra lá trắng. Còn có cái bùa xanh, cái bùa hình chép để tạo ra lá trắng. Còn cái bùa xanh kia là để cho chạy nhanh hơn 3 giây. Đúng không ta? Đèn đi tới. Nó đèn cái bờ nó gì vậy mình? Tìm manh mối. Mở giường nghe nè. Mà quá. Chỉ có gì nhất cái mình chỉ có thể đi bằng đường nhà vệ sinh nữ thôi. Để tìm lại nghe lại nha. Đây là bước cuối cùng. Về cái túi phép thuật nghe tiếng bác chính. Tôi gọi nó là nó. Bây giờ chỉ cần mở cái cửa ở trên cái tầng thượng của cái tòa nhà và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Rồi mở cửa trên tầng thượng thôi. Từ đi, tụi mình vẫn chưa tìm được đủ manh mối mà. Ra tìm được cái kéo à. Thật ra mình cũng cần làm vậy nữa. Đây bà này đọc giới dẫn rồi, cần đi theo dấu chấm màu vàng. Rồi. Đi thôi. Chuột tới mới có màu vàng đi. Đây xong luôn rồi. Đầu game giờ đã ít gặp chuột lắm. Không. Có tòa nhà ngay đây nè. Mở cửa rồi. Đây biệt thự hả?
mở từng cái tủ ra kiểm tra nè. Rồi ơi, có chìa khóa rồi. Đi tiếp, đi tiếp. Đi sao tao nha, để kẻo tao chết nhặt lên. Chứ đừng đi chung. Mày chết tới tao chết không ai nhặt. Mày á. May quá nãy mở chỗ này ra rồi. Đúng rồi, tại lên cái chỗ kia còn đường đâu đi. Chạy nhanh hơn trong vòng 3 giây mặc dù tống thấy nó làm được gì á. Chuột địch. Mày địch. Chuột địch. Xu địch. Phải qua nhà sinh nữ mới được. Rồi đi đi vô bằng đường nhà sinh nữ. Đi lên tầng trên nè. Thì cái kia là nam rồi. Rồi để tao gạt cần. Gạt 3 cần mới được. Kiếm thêm đi. Ôi, Sinio nó chạy xung quanh trên lầu á. Có đây có cái hộp. Được tiền. Giờ bắt buộc phải lên lầu á. Đi, trên lầu có tủ nấp. Còn một cái nữa. Đứng đó đi để chạy xung quanh trên lầu. Giấy cửa nó cũng trên lầu luôn á. Rồi nó gạt thấy cần cuối cùng rồi. Để gạt. Rồi lên cửa lầu đi. Cửa lầu ở đâu vậy? Nó vẫn là cái tầng thượng mà. Tao không biết nó để số 1. Thôi cứ đi tới chấm vàng đi. Rồi chấm vàng. Chấm vàng là cửa lầu. Đóng nó lại. Sao đóng cửa lại không được? Chuột ra, mày còn trên đây không chuột? Ra ngoài. Đi chấm vàng. Cứ cho dí đi chuột ơi. Đi ra chấm vàng đi chuột. Rồi, đóng cái cửa. Đóng cái cửa. Hay là nó ở đâu đó khác. Đi xung quanh đây. Đi bộ viện. Lên lầu á. Lên lầu có nhiều đường lắm. Lên cái tủ nấp đó rồi. Lên lầu lên. Ê, lên lầu còn đường nữa nha.
Mà tao không biết trên đây có đứa nào dí nữa không, tao mới chạy lên nè. Ê, thấy rồi. Thấy cái đường đó trời. Yeah.